lắp chân chống đứng chứ rỉ B300. Đó, khách thử nhẹ nhàng ha. Một chiếc dây bèo 300 lên sương sương, chống đổ và chân chống cùng với một bộ thùng sau, thùng hông. Đây là cách lắp của bên Adbiker, thì tùy theo mỗi shop sẽ lắp một cách khác nhau nha các bạn. Đấy, mình chỉ quay sơ sơ vậy thôi. Một shop sẽ có một cách khác nhau nhé. Có thể dùng bên nâng này, bên nâng của Rebel 300 thì một bản custom mới đây, Rebel 300 nó sẽ như vậy này. Rồi, quay lại chủ đề chính nhá. Hướng dẫn lắp chân chống cho Rebel 300 đi. Thì các bạn có thể tháo ra cái hai bên này ra nhá. Theo mình thì nên lắp từng bên một. Cái này là bên cái chỗ cần số này đã làm đúng rồi. Mắt công chỉnh lại. Thì các bạn chỉ cần gã ra thôi, để mình tháo con ốc này này. Bên này á, Rebel 300 mình sẽ tháo con ốc này ra ha. Tất nhiên thì sẽ lắp từng bên một nhá. Ví dụ như những cái này cứ lắp từng bên một, tháo con này ra để xuyên qua. Lắp cái part này nó vậy này. Đó. Cái part này này, các bạn nhìn nhìn kỹ này. Nó chỉ khó phần part này thôi. Các bạn lắp cái đúng vị trí. Đây. Sau đó cái này đi thì mình sẽ sử dụng một cái chêm. Chêm cao su, mình chêm vào đây. Để cái này bắt vào đây nhá. Này bắt vào đây. Sau đó các bạn xịt lại. Cái con này thì sẽ nằm ở đây. Con chêm á, con chêm đây này để cho di chuyển được này. Quay được cái chân trống này. Quay được cả chân trống. Còn ở phần bên cạnh thì cũng vậy. Các bạn sẽ phải tháo hai con này ra. Đây, ốc zin đây ha. Ốc zin đây, các bạn sẽ tháo hai con này ra. Lắp cái part này vào. Cái này là cái chỗ này này, chỗ này là chỗ để đỡ khi mà bị va đập vào cái này này. Lắp vào, tháo hai con này ra. Lắp vào, sau đó lắp lại như zin nhé. Chỗ này là để bắt cái lò xo. Cái lò xo vào đây. Chỗ này là lỗ bắt này. Này bắt vào đây. Đây, sau khi các bạn đã lắp xong hết rồi nhé. À đây, lưu ý cho mình một điều này. À, cái này này thì sẽ có một cái con chêm nhỏ nhỏ ở trong cái này. Trong này nhá. Cái bát này. Cái bát xong rồi đến cái thanh này ở đây này, trong cái này. Lưu ý cho mình nhé. Đối với con 300 nhé. Nó có con chêm nhá. Nó có một con chêm nhá. Thì mình cứ đây mình cho bạn nhân viên lên luôn nhá. Đấy là do mình chưa tháo cái thẳng cái này đó, khi mình tháo được thì sẽ lấy nó ra được. Cho bên kia ra đi. Đây rồi, giờ kiểm tra lại một lần nữa mấy con ốc luôn em, kiểm tra lại một lần nữa mấy con ốc luôn trả xe, vậy là xong rồi ha. Cái này này, xịt lại này, hai con này chưa xịt này. 6, 8, 10 này. Rồi. Đó, xịt cho nó căng hơn tí nè. Để cho chân trống nó lên. Rồi, bên bên xuống. Đó, khách thử nhẹ nhàng ha. Ok. À, rồi em siết cho nó thêm căng thêm ấy, nó lắp thêm cho khách một con ốc nữa. Cái con ốc là xó. Lắp thêm một con 10 nè, à một con mây 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 mây. Siết căng thêm tí nữa đi, cho căng. Căng thêm tí nữa, thêm một con ốc nữa. Đúng rồi.